Cảnh tượng trơ trụi này là bãi tạm giữ xe vi phạm của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh bị cháy chiều ngày 6/6/2022. Hơn 2.200 xe máy, khoảng 10 xe ô tô tạm giữ tại đây bị cháy chỉ còn lại khung sắt. Trung tâm ngoại ngữ bên cạnh bị ngọn lửa lan sang cháy một bên vách, nhiều đồ đạc hư hỏng, đường điện và nhiều cây xanh trong khu vực cũng bị thiêu rụi. Sáng ngày 7/6, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện đang thống kê xe máy bị cháy và cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sáng ngày 7/6, rất đông công an vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy này. Bên trong, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân. Bãi xe được xây dựng bằng cột sắt, mái tôn và chia làm nhiều khu vực. Bên ngoài, rất đông lực lượng điện lực đang cố gắng khắc phục lại đường dây điện bị cháy, gây hư hỏng nặng. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc hơn 13 giờ ngày 6/6, bãi chứa xe tang vật, phương tiện vi phạm giao thông do phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh quản lý bất ngờ bốc cháy. Ngay khi vụ cháy xảy ra, hơn 100 cán bộ chiến sĩ cùng hàng chục xe cứu hỏa được điều đến chữa cháy. Đám cháy tại bãi xe được dập tắt lúc 14 giờ 40 phút. Diện tích nơi chứa xe máy vi phạm bị cháy khoảng 1.100 m². Nhiều người dân xung quanh hoảng hốt tháo chạy, lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bảo vệ ngăn cháy lan sang 3 xưởng gỗ, một dãy nhà trọ và các nhà dân xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.